chung kết ba xin chào tất cả tập đoàn này. Chúc mọi người mạnh khỏe, thành công nhé. Sang bên đây thăm tập đoàn Thái Bình Xít thì không có gì người quê chỉ có tấm lòng xin gửi tới tất cả anh các chị trong làng nghề chèo biết về quê hương Ninh Bình để giới thiệu tất cả mọi người về con người và mảnh đất Ninh Bình để mọi người cùng em đi du lịch một vòng Ninh Bình qua làng nghề chèo về quê hương Ninh Bình phổ theo làng nghề chèo trước cổng thành văn. Thôi không hát chàng các điệu rồi chùa cũng anh rồi đôi lời gửi bàn bốn phương vui chân về với xã hương Ninh Bình mặn mà cảnh đẹp người sinh đường vui đã mở nối tình muôn nơi về với đất Ninh Bình thì bao danh thắng không ai.
đời xoay nhân bước đi về muôn trùng lạnh lùng hao hoa dấu đi niềm sâu kín một đời nước mắt nhớ thương về nghèo một đời người vui nhân bạn bè đêm đêm bước về bóng anh ta lại với ta thiên không lê sao vội ra lên chỉ không cao sao cùng thế giới dân không giàu sao mà nước anh lòng không bên xin đừng làm doanh nhân bao nhiêu năm để có một ngày hạnh phúc vì cơ đồ bao nhiêu năm càng chân chi âu này cho thấy mình phong ba không ai thuyền không lên sao đổi giá lên chỉ không có cao sao cùng thế giới sẽ rất không có giàu sao mà nước lạnh lòng không bền sao làm doanh nhân bao nhiêu năm để có một ngày hạnh phúc nhìn cơ đồ trên tay bao nhiêu năm càng chân chiều này cho thấy đi tâm bà không ai anh đến quê em một chiều nắng không có quê hương dù dài theo gió hay đường nơi này ai đặt tên cho đất hay bình thường bao mà trong nắng trái ngang
Về theo
trái ngọt đời tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta dù sương dài nắng biên chờ nghèo lều tranh mãi xiêu kia dáng ấy dáng chi dáng mẹ tôi bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nước qua cầu thời gian trôi mau nơi bền lâu là người lắm sầu hiểu quê hương ta về cho quê hương hai tình ta đó. Năm